Kênh Bất Động Sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Tôi đang đứng ở đây là mặt tiền đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm quý vị. Thẳng cái đường này, thẳng đường Nguyễn Bỉnh Khiêm này ra là giao với đường Hoàng Hoa Thám. Còn phía ngược lại là đường Lam Kỳ Khởi Nghĩa. Đấy, đây là đường Lam Kỳ Khởi Nghĩa. Đấy, đi thẳng đến là bến xe Vũng Tàu các thứ ấy. Cái chỗ này ngay gần ngã ba, rẽ tay trái đây là ra đường Trần Đồng. Đấy, Trần Đồng. Đấy, ngay ngã ba Nguyễn Bỉnh Khiêm, Trần Đồng rồi Lam Kỳ Khởi Nghĩa. Thì ở đây là hẻm 73 này. Đó. Nó ngay gần đây. Ngay gần cái ngã ba đấy luôn ha. Tôi đang đứng đây. Thì ở trong cái hẻm 73 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm này này, chúng tôi đang có một cái căn nhà đang chào bán, nhà cấp 4 thôi ha. Hẻm này thì hẻm hơn 2 mét. Nói chung ô tô nhỏ vào được. Gần 3 mét. Thì cái căn nhà này có diện tích là gần 100 mét vuông. Có chiều ngang 5 mét. À, chính xác nó là 96 mét vuông đất ở quý vị nhé. Nhà cấp 4. Đây tôi đang đi vào đây, từ ngoài đường đi vào nhé. Thì ở đây gọi là trung tâm của thành phố Vũng Tàu. À, nó, quý vị ra bãi trước, bãi sau cũng rất gần. Đi thẳng ra đường Hoàng Hoa Thám cái là chạy ra ngoài bãi, bãi trước bãi sau được. Đây, nhà thì ở cái hẻm thẳng này. Đây. Đấy, số nhà 73/2 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm quý vị nhá. Nhà cấp 4. Đây. Đó, chiều ngang này là 5 mét, bắt đầu từ mép đây cho đến cái cổng này. Đó. Bên trong này còn nhiều các cái nhà khác nữa. Đó. Bây giờ mình đi vào xem sơ qua bên trong nhé. Đây. Có nhà cấp 4 đây. Đây bên trong này. Trong này có một... Đây là bếp này. Nhà tắm này, bên trong kia là phòng ngủ ha. Thì đây là nhà đang cho thuê. Đây mình đi xuống dưới này tí ạ. Trên này nó có gác hả? À, trên này có gác này, phía sau. Ừ, trên đó cũng rộng lắm hả? Bên này là có một phòng đúng không? Dưới này một phòng. Ừ. Phòng với bếp với toilet luôn. À. Coi như là giống như là hai căn luôn đấy. Dạ đúng rồi. Đây. Bếp, toilet đây. Đó. Là phía dưới. Và đây là phòng ngủ ở đây. Đó. Một phòng ngủ ở dưới này. Thì nhà đang cho thuê. Hộ gia đình. Ừ. Đây mình xem bên trong một chút này. Đó. Không sao đâu. Ừ. Đây là phía dưới phòng ngủ này, bên trên còn có gác, mình còn sinh hoạt ở bên trên này luôn. Đấy, còn đây là bếp rồi nhà vệ sinh ở đây. Nhà vệ sinh đây, bếp đây. Đó. Và giá đang chào bán này, cho căn nhà này là 5 tỷ 2 quý vị nhé. 5 tỷ 2. Xem lại sơ qua thì ở bên trên này là mình vẫn sinh hoạt được đấy hả? Dạ được, nhưng mà lần ở trên đó để cái cây á, cái gỗ, đồ của cô á, để hết lên đồ của cô. Nói chung là kho thôi ha. Đấy thì sơ bộ quý vị biết một cái căn nhà ở bên trong các thứ như này. Giá chào bán là 5 tỷ 2 với đất ở hoàn toàn, diện tích 96 m2 nhé.
phía dưới này thì nó hơi hẹp một chút. Quý vị nào quan tâm thì cứ nên gửi thông tin, tôi sẽ gửi sổ sách cho. Rồi, xin kính chào và hẹn gặp lại.